trải nghiệm off-road VOC 2024 cùng Hà Thành Ford. Let's go! Xã hội bây giờ nó hưởng thụ đến mức là xe off-road mà cũng cam 360 độ các kiểu. Đấy, vết bánh xe giả lập đây rồi. Em biết được là cái bánh trước của em nó lăn vào chỗ nào đúng không? Nó còn có thể làm trong vắt cái này đi. Vâng. Đủ lốp không? Vui, cuộc sống kiểu IT nó vào đến cả tận não. Đi địa hình. Công nghệ phát triển. Tay này mới cũng off-road được đấy. Đây là đi đoạn đường nghiêng. Đường nghiêng, cứ rũ xuống thoải mái đi. Vâng. Rũ sâu này, không thể là cái đầu luôn. Đấy. Làm nó lật hơi khó đấy đúng không? Như con cua, nó bò ngang thì lật khó. Nó vừa rồi nó được nó trơn. Em đi bám sát bên sườn này luôn nhá. Ây giời. Ui giời. Thì đi qua những cái hố, những cái mố mà nó rất cao như này thì đa phần người lái xe bình thường luôn luôn gặp phải vấn đề về kỹ năng lái xe. Và cuối cùng là cái giá phải trả là toàn toang hết cả đầu xe. Đúng rồi, như này là vọt lên xong rồi cứ không buông ga ra. Cứ giữ nguyên cái mức ga đấy để sập xuống. Đi cái này vừa mới qua cái đỉnh dốc mình phải buông ga ra. Vâng. Đó. Vì vừa mới lên cả cái trọng lượng nặng nhất là của cái đầu xe, cái cục máy. Lúc đấy nó còn đang theo quán tính nữa chứ nhỉ. Cả mọi người quên mất là cái quán tính nó văng lên nó còn đập xuống nữa. Thì cái bộ giảm sóc, không bộ giảm sóc nào nó có thể chịu nổi. Vâng. Nó buộc nó phải dìm xuống. Đó. Nói cùng qua đoạn này có phải quá ly ra hay cài thì để nó khỏi văng không anh? Không phải. Đây, đoạn này là rất là lầy, đường nhão này. Cái chỗ lầy nhất luôn. Rồi, tí em xem cho là xấu nhất là cho vào. Đây rồi, trải nghiệm như đi cày luôn đây này. Đấy. Ba ra tức là chạy tốc độ cao ở đường xấu. Vâng. Đấy, nếu như bạn có đủ gan dạ thì bạn cứ chạy thôi. Mấy anh em Trung Đông kia hãy chạy đi. À nhưng mà đang vướng cái xe kia. Đấy, cái này thì mình mới thấy được cái mức độ làm việc của cái bộ giảm sóc nó hay như thế nào. Cái xe ổn độ ổn định của nó cũng tốt đấy. Đường ổn ổn mà chạy nhanh lên một tí là tất cả cái xe cái người là coi như nhảy cả tưng cái tưng lên này. Đó, vật ngang vật dọc cái gì. Đây là qua bài hố hố sâu đây này. Bài hố sâu, đèo sâu cao. Xe cắm đầu xuống không có đầu móc ngược dựng đứng. Cái bài này mà xe nào mà cái khoảng sáng gầm thấp là dễ bị quệt đây này. Quệt là gọi tèo môi ấy cả mất đuôi. Đấy, dựng ngược lên luôn. Phải nói là chỉ có lên đây thì mới được trải nghiệm những cái cung đường như thế này thôi. Đoạn này là đường gập ghềnh. Đường gập ghềnh, coi là các lốp nó sẽ mất rồi. Cân bằng liên tục. Đấy. Nó cứ bò qua không phải phanh ra kệ cái là tự lực nó kéo được qua. Đấy, chứ cứ đều đấy gần như em buông chân phanh này, buông chân ga rồi. Ga đang tự nó kéo qua. Ga đang ti của nó tự qua được luôn. Nhàn tênh.